Nghệ sĩ Xuân Bắc xin lỗi khán giả về bài viết Cái tát của mẹ. Sau bài đăng Cái tát của mẹ vào hôm mùng 2 Tết, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc khiến cho dư luận xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng anh đang mượn câu chuyện bà mẹ gói bánh chưng và người con thích ăn bánh chưng nhưng luôn chê là ngầm ý nói khán giả chê táo quân. Vào tối ngày 27 tháng 1, nghệ sĩ Xuân Bắc đã lên tiếng về vụ việc. Anh cho biết câu chuyện của mình viết trên Facebook chỉ là câu chuyện cá nhân và không hề có ý làm tổn thương, xúc phạm khán giả. Đối với Xuân Bắc, khán giả là những người mà anh luôn trân trọng và biết ơn. Tuy nhiên, qua dư luận câu chuyện của mình, anh cảm thấy đã gây hiểu lầm cho một số khán giả. Vì vậy, anh gửi lời xin lỗi tới khán giả. Tôi chân thành xin lỗi khán giả về điều này và mong muốn được khán giả tiếp tục đồng hành ủng hộ, nghệ sĩ Xuân Bắc bày tỏ. Trước đó, ông Lê Đức Trung, chánh văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, nghệ sĩ Xuân Bắc có bài đăng gây ồn ào dư luận, Bộ đã nắm rõ. Ông cho biết thêm, sáng nay Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã giao Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì Cục Nghệ thuật biểu diễn tham mưu để xử lý vụ việc. Bộ sẽ làm rõ trên tinh thần khách quan, thận trọng, nếu Xuân Bắc có vi phạm thì xử lý. Trong khi đó, bà Trần Ly Ly, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho hay, lãnh đạo Cục sẽ làm việc cụ thể với nghệ sĩ Xuân Bắc. Nói về vụ việc của Xuân Bắc, ông Trần Hướng Dương, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng, khen chê với nghệ sĩ là chuyện bình thường và nên lắng nghe một cách văn minh. Xuân Bắc không nên phản ứng với khán giả. Nếu có chia sẻ, nên chia sẻ một cách chân thành. Xuân Bắc nên rút kinh nghiệm,